Xin chào, mình là Nguyễn Khánh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố. Mình là Lê Thị Phương Huyền, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Mai Hải Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn. Mình là Lê Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em xin được gửi lời chào đến tất cả các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là chúng mình rất háo hức khi được chào đón 459 đại biểu đại diện cho các bạn cán bộ hội, hội viên, sinh viên thành phố đang có mặt tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày hôm nay. Nhiệm kỳ 6 của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm kỳ khá đặc biệt khi chỉ diễn ra trong vòng 3 năm, năm 2020 đến năm 2023, để đồng bộ với nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam. Đây cũng là nhiệm kỳ khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch COVID-19. Nhưng bằng sự nỗ lực, sáng tạo và luôn tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động, các cấp bộ hội thành phố đã cùng nhau thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, bổ ích, đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên chúng mình. Đặc biệt hơn, Hội Sinh viên thành phố chúng ta liên tiếp là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác hội và phong trào sinh viên cả nước và là đơn vị dẫn đầu về số lượng giải thưởng mô hình giải pháp tiêu biểu 9 tháng giêng được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận. Và cũng chính hôm nay, chúng mình, 5 cán bộ hội đến từ 5 hội sinh viên trường khác nhau sẽ cùng với các bạn điểm danh những kết quả nổi bật trong hành trình làm bạn với sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ qua nhé. Check! Mình tin chắc rằng một danh hiệu mà sinh viên nào cũng muốn đạt được trong quá trình học tập và rèn luyện của mình, đó là danh hiệu sinh viên năm tốt. Trong nhiệm kỳ 6 vừa qua, phong trào sinh viên năm tốt tiếp tục được xác định là phong trào chủ đạo, triển khai thống nhất trong toàn hệ thống và đã có sự lan tỏa, phát triển, trở thành mục tiêu phấn đấu rèn luyện của nhiều sinh viên. Và đây cũng là phong trào giúp cho sinh viên chúng mình trở nên toàn diện hơn sau khi ra trường đó nha. Trong hành trình rèn luyện, chinh phục đỉnh cao sinh viên năm tốt của mỗi bạn sinh viên chúng mình luôn có tổ chức hội đồng hành. Từ khi là sinh viên năm nhất, chúng mình đã được biết đến phong trào sinh viên năm tốt qua sự giới thiệu của hội, được định hướng lộ trình rèn luyện, được hội tạo môi trường để rèn luyện đạt các tiêu chí. Trong quá trình, hội sinh viên đã luôn không ngừng đổi mới, hoàn thiện từ khâu tuyên truyền, giới thiệu, triển khai đến thực hiện phong trào, đầu tư của các hệ thống ghi nhận, theo dõi quá trình rèn luyện sinh viên năm tốt một cách đồng bộ, triển khai các hoạt động trực tuyến và phát huy tối đa mạng xã hội để tiếp cận và phù hợp với từng thời điểm, tình hình học tập của sinh viên trong mỗi năm học. Việc duy trì xét chọn danh hiệu sinh viên năm tốt thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống trực tuyến tại chuyên trang tuyên dương thanhphohochiminh.vn không chỉ nhanh chóng mà còn thuận tiện cho sinh viên chúng mình. Và các bạn có biết không, chỉ trong 3 năm của nhiệm kỳ đã có 14.488 sinh viên năm tốt cấp trường, 711 sinh viên tốt cấp thành và 175 sinh viên tốt cấp trung ương. Và một điều mà chúng ta cũng phải tự hào là các tập thể sinh viên tốt hàng năm đều tăng lên. Chúng ta cũng đã có tổng cộng 599 tập thể sinh viên tốt cấp trường, 19 tập thể sinh viên tốt cấp thành và 16 tập thể sinh viên tốt cấp trung ương. Flex nhẹ, mình cũng đã được danh hiệu sinh viên tốt cấp thành phố năm học 2022-2023 đó nha. Được tuyên dương trong những chương trình trang trọng, chúng mình cảm thấy thật vinh dự, tự hào vì những nỗ lực, cố gắng của bản thân được ghi nhận. Vinh dự và xúc động hơn nữa khi mình hay các bạn sinh viên năm tốt khác tiếp tục được nhà trường, thành phố vinh danh trên nhiều kênh thông tin, chuyên mục, câu chuyện về hành trình rèn luyện của chúng mình để trở thành những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng để nhiều bạn sinh viên khác tiếp tục phấn đấu. Sinh viên năm tốt chúng mình sau khi được tuyên dương đã tiếp tục phát huy tốt kết quả học tập, rèn luyện của bản thân, khẳng định mình trong những môi trường mới, được quan tâm hỗ trợ, tiếp sức và phát huy. Trong nhiệm kỳ, mình còn được tham gia chương trình gặp gỡ giữa Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố với sinh viên năm tốt các cấp, liên hoan các câu lạc bộ sinh viên năm tốt toàn thành lần thứ nhất do Hội Sinh viên thành phố đã tổ chức, nhiều mô hình, giải pháp đã được chia sẻ để phong trào đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiến tới hình thành mạng lưới kết nối sinh viên năm tốt. Mô hình liên hoan các câu lạc bộ sinh viên năm tốt toàn thành còn được Trung ương Hội Sinh viên ghi nhận là mô hình đạt giải thưởng 9 tháng giêng năm học 2022-2023.
Tự hào là sinh viên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu và cũng là cái nôi phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên. Chúng mình luôn nêu cao ý thức, tự rèn luyện, trau dồi bản thân về mọi mặt để tiếp nối xứng đáng với truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo của sinh viên thành phố Bác. Hội sinh viên thành phố cũng đã kiên trì, nỗ lực tạo ra nhiều môi trường rèn luyện đa dạng, sống động giúp các thế hệ sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong. Hội sinh viên các cấp phối hợp cùng tổ chức đoàn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai việc thực hành làm theo lời Bác trong hội viên sinh viên chúng mình bằng những hành động, việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gần gũi. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được nhiều đơn vị đầu tư xây dựng với hình thức trực tuyến và trực tiếp sinh động, hấp dẫn, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên chúng mình. Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là sân chơi hấp dẫn đối với sinh viên chúng mình. Và mỗi lần tổ chức, mình luôn cảm nhận được sự đầu tư và đổi mới với nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, rèn luyện bản thân. Các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống thực sự rất ý nghĩa, được đầu tư của hội sinh viên các cấp. Chúng mình được tham gia rất nhiều những hành trình về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ, hành trình đến với bảo tàng, căn cứ truyền thống cách mạng, hay các hội thi tìm hiểu lịch sử, các hoạt động sân khấu hóa và cả các chương trình nghệ thuật hết sức sinh động, cuốn hút. Đồng thời, hội sinh viên các cấp đặc biệt chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên. Cùng với những hoạt động sôi nổi trên, hội sinh viên thành phố đã duy trì, cập nhật và phát huy hiệu quả các công trình, cổng thông tin điện tử dữ liệu ba má phong trào học sinh sinh viên thành phố, cổng thông tin biên niên sự kiện phong trào học sinh sinh viên thành phố, phần mềm truy cập thông tin anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, hội sinh viên thành phố cùng với sự tham gia của hội viên sinh viên thành phố đã dành nhiều tâm huyết để hình thành thêm không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn Gia Định thành phố Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân, chuẩn mực văn hóa, chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường cho sinh viên cũng được tổ chức thường xuyên. Các giải pháp phát triển văn hóa đọc, xây dựng văn hóa thưởng thức khá đa dạng. Trong đó, mình ấn tượng nhất là chương trình âm nhạc dân tộc học đường, liên hoan phim sinh viên, liên hoan tiếng hát sinh viên toàn thành. Dù tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của chúng mình, nhưng có hội đồng hành và bằng sự kiên trì, tinh thần vượt khó, chúng mình không chỉ đạt được kết quả tốt trong học tập, mà trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hội nhập quốc tế cũng có những thành quả đáng tự hào. Mình xin được bật mí cho các bạn, trong nhiệm kỳ vừa qua, sinh viên thành phố đã có 10.959 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 2.257 hoạt động học thuật các cấp, thu hút 845.026 sinh viên tham gia, 1.119 hội thi, diễn đàn, sân chơi, không gian sáng tạo được tổ chức với sự tham gia của 485.875 sinh viên. Thật ấn tượng phải không các bạn? Để đạt được các kết quả trên, chúng mình không thể không nhắc đến các hoạt động hết sức hiệu quả do Hội sinh viên Việt Nam thành phố cũng như Hội sinh viên Việt Nam các trường đã đầu tư tổ chức, tạo môi trường để sinh viên chúng mình có thể học tập, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế một cách tốt nhất. Mình rất ấn tượng với chương trình Vinh danh Thủ khoa được tổ chức định kỳ hàng năm. Các thủ khoa không chỉ học giỏi, có điểm bình quân dẫn đầu mà còn là những cán bộ đoàn, hội năng động, nhiệt huyết của các trường. Và càng ấn tượng hơn với giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, không chỉ dành cho sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn được mở rộng và thu hút sự tham gia ngày càng tăng của sinh viên trên toàn quốc. Ngày sinh viên thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo cùng với liên hoan tuổi trẻ sáng tạo hay nhiều cuộc thi sáng tạo khác được nhà hội phối hợp tổ chức hàng năm, hay đặc biệt là diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ISSF là nơi chúng mình được thỏa sức sáng tạo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kết nối nhiều hơn với các bạn có cùng đam mê, không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn trong toàn quốc và cả quốc tế. Hoạt động rèn luyện thể chất cũng rất quan trọng đối với sinh viên thành phố, nên các bạn ai cũng quan tâm, chủ động và thường xuyên tập luyện, đặc biệt là trong và sau dịch Covid-19. Các hoạt động thể thao dành cho sinh viên mà tụi mình rất hào hứng tham gia như giải Việt giả sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, và hầu như các trường đều có hội thao, sân chơi riêng dành cho sinh viên của trường mình nữa đó.
sinh viên chúng mình còn chủ động tham gia các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động do các cấp hội tổ chức. Mình và nhiều bạn sinh viên rất thích tham gia ngày hội sinh viên với ngoại ngữ English Camp, hội thi hùng biện tiếng Anh, liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm ngoại ngữ sinh viên cấp thành phố. Đây là các hoạt động nằm trong đề án hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên thành phố giai đoạn 2020-2023, đã tạo ra một sân chơi thiết thực phục vụ nhu cầu giao lưu Anh ngữ, góp phần nâng cao kỹ năng tiếng Anh, khám phá môi trường học tập quốc tế và đã nhận được sự tham gia tích cực của các bạn học sinh, sinh viên. Có thể nói rằng cùng hội chúng mình tự tin bản lĩnh hơn mỗi ngày. Nhắc đến phong trào tình nguyện thì không thể không nhắc đến sinh viên thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, phải không nào? Đây là một trong những thế mạnh, nét đặc trưng của phong trào sinh viên thành phố. Trong nhiệm kỳ, có gần 2/3 thời gian công tác hội và phong trào sinh viên thành phố chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đó là thời gian mà các cấp bộ hội phải thích ứng nhanh chóng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học. Tình nguyện cùng thành phố chống dịch, đồng hành và hỗ trợ sinh viên, hội sinh viên thành phố đã kịp thời điều chỉnh phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, các hoạt động tình nguyện nói riêng, các phong trào và các chương trình công tác của hội sinh viên các cấp được triển khai trên tinh thần tiên phong, tương trợ, thích ứng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hội sinh viên các cấp đã linh hoạt chuyển đổi phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện để kịp thời thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ chống dịch trên toàn thành phố. Thông qua các kênh truyền thông, các trang mạng xã hội, đặc biệt là nhóm cộng đồng Go Volunteer đã huy động 38.664 sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch. Với tinh thần xung kích, không ngại hiểm nguy, sinh viên thành phố đã góp sức vào công tác phòng chống dịch bằng những công việc cụ thể như truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, tham gia các đội hình phun khử khuẩn, hậu cần. Trong nhiệm kỳ, các chương trình, chiến dịch tình nguyện tiếp tục được duy trì tổ chức với các phương thức phù hợp với từng thời điểm, có sự đổi mới và khẳng định được sức sống, sự lan tỏa của hội viên, sinh viên gắn với dấu mốc kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố. Các chiến dịch mùa hè xanh, xuân tình nguyện và chương trình tiếp sức mùa thi trong nhiệm kỳ qua đã thu hút hơn 327.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia. Đặc biệt, trong mùa hè vừa rồi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh có nhiều điểm mới, các hoạt động tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực số. Từ năm học 2020-2021, Thành đoàn, Hội sinh viên Việt Nam thành phố triển khai đội hình gia sư áo xanh trong các chương trình chiến dịch tình nguyện hè thành chương trình gia sư áo xanh để hỗ trợ ôn tập kiến thức, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, là con công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp, con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là hỗ trợ học tập và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em bị ảnh hưởng do COVID-19. Hoạt động tình nguyện hướng về vùng biển, đảo, quê hương cũng để lại nhiều dấu ấn. Nhiệm kỳ qua, sinh viên thành phố đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý, cùng các lực lượng triển khai các hoạt động tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với nhiều công trình, hoạt động cụ thể. Thiết thực phát huy tính xung kích, tình nguyện và chuyên môn của sinh viên thành phố, hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được thực hiện sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Việc kết nối sinh viên quốc tế tham gia các hoạt động tình nguyện tại Việt Nam luôn được đẩy mạnh, đặc biệt là sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, vai trò chủ động gắn kết, phát huy thế mạnh chuyên ngành của sinh viên thành phố còn được thể hiện qua sự đồng hành của hội sinh viên với hội đồng đội thành phố qua chương trình 1+1. Hội sinh viên các trường hỗ trợ các liên đội trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Là một giai đoạn nhiều khó khăn, nhưng kết quả đồng hành hỗ trợ sinh viên của hội lại là điểm nổi bật, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và một năm sau dịch. Các cấp bộ hội đã thể hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên. Các cơ sở hội đã giới thiệu được 258.678 việc làm cho sinh viên, vận động 8.836 suất học bổng hỗ trợ sinh viên với tổng giá trị hơn 28,5 tỷ đồng. Tổng giá trị học bổng, giải thưởng vận động, kết nối trao cho sinh viên trong nhiệm kỳ là 89 tỷ đồng. Các giải pháp xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đa dạng và rất sôi nổi, trong đó phải kể đến cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel, một sân chơi khởi nghiệp đã vươn tầm quốc tế. Một ứng dụng điện thoại mà hầu như sinh viên thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết, đó là ứng dụng hỗ trợ sinh viên SV360 với nhiều tính năng. Đây là đề án phát triển ứng dụng hỗ trợ sinh viên SV360 giai đoạn 2020-2023 được Hội sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố và các đơn vị đồng hành thực hiện. Chào
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã có sự lớn mạnh về tổ chức. Ngôi nhà Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã chào đón 6 thành viên mới, đó là Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở 2, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, nâng tổng số cơ sở hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam thành phố lên 61 đơn vị. Công tác phát triển hội viên được Hội Sinh viên thành phố, Hội Sinh viên các trường đặc biệt đầu tư, xây dựng nhiều phương pháp mới, thu hút đông đảo sinh viên đến với tổ chức hội sinh viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 351.750 hội viên, nâng tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ là 562.506 hội viên. Hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm tại các đơn vị tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, tạo nên tính đa dạng trong công tác tập hợp sinh viên. Tính đến nay, toàn thành phố có 883 câu lạc bộ đội nhóm ở cấp trường với khoảng 35.000 hội viên, sinh viên tham gia sinh hoạt. Giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác hội và phong trào sinh viên thành phố, bồ câu trắng, tiếp tục được duy trì tổ chức qua từng năm học. Trong nhiệm kỳ, đã tuyên dương 8 mô hình, giải pháp điển hình tiêu biểu tại các cơ sở hội. Công tác tìm kiếm, đào tạo cán bộ nguồn cho hội các cấp được quan tâm và chú trọng thực hiện thông qua hội thi thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 2 năm một lần, đã lựa chọn ra nhiều nhân tố thủ lĩnh, phát huy công tác hội và phong trào sinh viên tại các đơn vị và cấp thành. Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các bạn sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tham gia đề án 01 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035. Đồng thời, Hội Sinh viên thành phố còn thường xuyên tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ giữa hội viên, sinh viên xuất sắc tiêu biểu và lãnh đạo thành phố để tham gia hiến kế phát triển thành phố. Bản thân mình đã học hỏi và tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác hội và phong trào sinh viên khi tham gia các kỳ tập huấn dành cho cán bộ hội chủ chốt trong mỗi năm học. Hành trình nhiệm kỳ 6 của Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh thật đặc biệt các bạn nhỉ. Tuy nhiệm kỳ chỉ vỏn vẹn 3 năm nhưng cũng đã đông đầy những cảm xúc và chứng kiến được sự trưởng thành mới của công tác hội và phong trào sinh viên thành phố. Chắc rằng những câu chuyện, những hình ảnh, những số liệu mà chúng mình vừa điểm qua chưa thể nói lên hết những niềm vui, sự hạnh phúc của các bạn sinh viên khi có tổ chức hội đồng hành trên con đường chinh phục tri thức. Và kể cả những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng cơn đại dịch Covid-19 sẽ ngăn cản những ước mơ, khát khao của sinh viên chúng mình. Nhưng hoàn toàn ngược lại, tổ chức hội sinh viên đã bên cạnh, động viên và cùng chúng mình viết thêm những nốt nhạc mới thật dũng cảm mà chan chứa bao yêu thương. Và giờ đây, mỗi chúng ta hãy hòa mình thành những nốt nhạc tươi vui nhất để cùng nhau mở ra một nhiệm kỳ mới cùng Hội Sinh viên thành phố các bạn nhé! Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Yeah!